Nổi bật trong chương trình ngày hôm nay, bóng bàn Việt Nam lập kỳ tích sau 19 năm với tấm huy chương vàng đơn nam của Nguyễn Đức Quân. Hoàng Thị Duyên bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn thủ tạ tại đấu trường SEA Games. Canoeing Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa với tấm huy chương vàng thứ hai của Nguyễn Thị Hương. Các môn võ thuật tiếp tục là mỏ vàng của thể thao Việt Nam với liên tiếp những tấm huy chương vàng giành được trong ngày thi đấu hôm qua. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh SEA Games được phát sóng trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, ngày thi đấu hôm qua 20 tháng 5 tiếp tục là một ngày vàng đối với thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay, trong đó dấu ấn nổi bật nhất đến từ môn bóng bàn. Đã 19 năm, bóng bàn Việt Nam không có được tấm huy chương vàng ở nội dung đơn nam và quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng đó cuối cùng cũng đã khép lại vào tối ngày hôm qua khi vận động viên Nguyễn Đức Quân đã mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31. Thưa quý vị, nếu như Nguyễn Đức Quân giành chiến thắng trước đối thủ Thái Lan, chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ với người dân Hải Dương bởi vì Tuân là người con Hải Dương. Nếu như tấm huy chương vàng này Tuân giành được thì chắc chắn sẽ là một tấm huy chương vàng ý nghĩa và trọn vẹn với thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trận chung kết bóng bàn tại nhà thi đấu Hải Dương đã diễn ra với một bầu không khí sôi nổi và kịch tính. Đại diện của Việt Nam, đồng thời là người con của đất Hải Dương, Nguyễn Đức Tuân đã thi đấu với một tâm thế quyết tâm để mang huy chương vàng về quê hương. Đối thủ của anh là Pháp Bom San Juan Sin, người đã loại Nguyễn Anh Tú tại trận bán kết. Trận đấu diễn ra sôi nổi với những tiếng reo hò của các cổ động viên cùng những pha bóng mãn nhãn được tạo ra bởi hai vận động viên. Đức Tuân là người thi đấu xuất sắc hơn. Hiệp 1 và hiệp 2, tay vợt này đã đánh bại đối thủ với tỷ số lần lượt là 11-7 và 11-9. Dù bị đối thủ gỡ lại trong hiệp 3 với tỷ số 8-11, tuy nhiên, Đức Tuân đã thể hiện sức mạnh của mình khi hạ gục đối thủ trong set quyết định với tỷ số 13-11. Như vậy, Nguyễn Đức Tuân trở thành cái tên duy nhất của nước chủ nhà giành được huy chương vàng tại môn bóng bàn. Không những vậy, tay vợt này đã chấm dứt 19 năm Việt Nam không thể giành huy chương vàng tại nội dung đơn nam. Bắt đầu trận đấu em bắt nhịp cũng rất là tốt nên là mình cảm thấy rất tự tin. Đối thủ bạn hôm nay rất là hay nhưng mà mình cũng cố gắng rất nhiều để có thể vượt qua được. Và em cảm ơn người dân Hải Dương rất là nhiệt tình và cổ vũ cho em rất là hết mình ạ. Thưa quý vị, Hải Dương được mệnh danh là cánh nôi của bóng bàn Việt Nam và càng tuyệt vời hơn khi tối ngày hôm qua, những người dân Hải Dương đã được chứng kiến một người con của mảnh đất này đã tạo nên một dấu ấn lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Và bầu không khí vui tươi cũng như sự tự hào là điều dễ dàng có thể cảm nhận của người dân Hải Dương trong khoảnh khắc rất đặc biệt này. Sau 19 năm, bóng bàn Việt Nam cuối cùng cũng được chạm vào tấm huy chương vàng nội dung đơn nam. Người đã có màn thể hiện xuất sắc để đạt thành tích này chính là Nguyễn Đức Tuân. Chiến thắng của tay vợt này càng ý nghĩa hơn khi bóng bàn được tổ chức tại Hải Dương, nơi được mệnh danh là cái nôi của môn thể thao này. Nhưng mà cảm xúc bây giờ thì thật ra là không thể diễn tả được. Bởi vì là tổ chức trên quê hương của mình, với khán giả nhiệt tình như này, cổ động vô tư như này, rất là sung sướng. Ở những thời điểm quyết định, Nguyễn Đức Tuân luôn có sự đồng hành của khán giả nhà. Một cú hích tinh thần cực lớn để Tuân thi đấu bùng nổ và chiến thắng quan trọng trong trận chung kết. Cùng khoảnh khắc Tuân giành tấm huy chương vàng đơn nam cũng là lúc mà mọi góc khán đài đều không kìm được cảm xúc và lòng tự hào dân tộc. Một buổi tối diệu kỳ đối với người hâm mộ Nguyễn Đức Tuân tại nhà thi đấu Hải Dương. Rất là vui là vận động viên Nguyễn Đức Tuân đã vượt qua được những khó khăn về tâm lý và đã giành được thắng lợi rất là vẻ vang trên quê hương mình. Đây là tấm huy chương vàng bóng bàn duy nhất mà Việt Nam giành được. Chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi và rất là tự hào. Đấy là vận động viên Tuân đã giành được và cũng là đem lại vinh quang cho Tổ quốc, cho dân tộc chúng ta và cho quê hương Hải Dương nói riêng. Thưa quý vị, hôm qua là ngày thi đấu thứ hai của môn cử tạ tại SEA Games 31 và trong ngày thi đấu này, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã giành thêm được một tấm huy chương vàng ở hạng cân 59kg của nữ. Bước vào hạng dưới 59kg với tư cách là đương kim vô địch SEA Games lại được thi đấu trên sân nhà nên lực sĩ Hoàng Thị Duyên của chúng ta tỏ ra rất tự tin. Đạt thành tích 96kg ở nội dung cử giật, Hoàng Thị Duyên đã phá kỷ lục SEA Games 1kg và bỏ xa đối thủ người Thái Lan tới 10kg.
Bước sang nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên thành công ở mức khởi điểm 108 kg, sau đó tăng thêm 5 kg trong lần cử đẩy thứ hai nhưng không thành công. Tới lần cử đẩy thứ ba, dù biết chắc chắn đã giành huy chương vàng rồi nên ban huấn luyện quyết định đăng ký cho Hoàng Thị Duyên thực hiện mức tạ 116 kg để phá kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên, Hoàng Thị Duyên chưa chinh phục được mức tạ kỷ lục này. Với tổng cửa 204 kg, Hoàng Thị Duyên đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hạng dưới 59 kg, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho cử tạ Việt Nam sau 2 ngày thi đấu. Ngoài tấm huy chương vàng của Hoàng Thị Duyên, thì các lực sĩ Nguyễn Ngọc Trung và Đinh Xuân Hoàng cũng đã mang về cho cử tạ Việt Nam thêm 2 tấm huy chương đồng ở các hạng 61 kg và 67 kg. Ngày 21 tháng 5, môn cử tạ tại SEA Games 31 tiếp tục diễn ra các hạng cân 73, 81 kg nam, 64 và 71 kg nữ. Ngày hôm qua, thì đô cử Hoàng Thị Duyên đã giành được tấm huy chương vàng thứ 2 cho cử tạ Việt Nam tại kỳ SEA Games 31. Đồng thời, cô còn phá một kỷ lục SEA Games do chính mình thiết lập ở nội dung cử giật. Vui mừng là thế, nhưng khi được gặp gia đình thì Hoàng Thị Duyên cũng không thể giấu được những cảm xúc nghẹn ngào. Dù bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà Hoàng Thị Duyên đã từng giành tại SEA Games cách đây 3 năm, mặc dù đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật, thế nhưng mục tiêu phá nội dung cử đẩy đã không thành công. Chỉ lý do đó thôi cũng khiến Hoàng Thị Duyên day dứt, thất vọng về mình. Gần một năm chữa trị chấn thương, thì tấm huy chương vàng này là sự nỗ lực vượt bậc của cô. Chứng kiến Duyên thi đấu, gia đình không khỏi lo lắng cho cô con gái của mình. Được huy chương thì cô cũng rất là vui ạ. Nhưng mà trong lòng cô thì thấy xót. Nhưng mà cô nghĩ trong lòng cô không bao giờ cho Duyên biết ạ. Đạt được cái huy chương vàng thì khi đó thì chỉ có giờ hối tiếc là không phá, em nó không phá được cái kỷ lục. Thì bởi vì lúc ấy vụt ngã thì nghĩ rất là thương, xót. Và bố mẹ cũng thấy cảm xúc của con như thế thì cũng rất là xúc động. Lúc niềm vui lắng lại thì cũng là lúc Hoàng Thị Duyên lại nhớ đến gia đình mình nhất. Động lực to lớn nhất vẫn là bố mẹ của Duyên. Kể cả khi mà Duyên không tập được mà chỉ là những cái vết thương nhỏ nhất, bố mẹ cũng rất là lo lắng. Con rất cảm ơn bố mẹ. Vì bố mẹ là cái điểm tựa, là cái chỗ để con cố gắng và vượt qua được những khó khăn để mang được tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Những giọt nước mắt hạnh phúc, sự chia sẻ, sự biết ơn của Hoàng Thị Duyên tới gia đình, có lẽ đây là tấm huy chương vàng cảm xúc nhất trong sự nghiệp vận động viên của Hoàng Thị Duyên. Ngày hôm qua, thì môn bắn súng bước vào các nội dung chung kết dành cho nữ. Bất ngờ đã xảy ra khi ở một nội dung mà bắn súng Việt Nam không đặt nhiều kỳ vọng, chúng ta lại có được tấm huy chương vàng của một xạ thủ còn rất trẻ tuổi. Các xạ thủ nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã bước vào tranh tài các nội dung chung kết cá nhân và độc đội 10m súng ngắn hơi nữ và 50m súng trường 3 tư thế. Ở ngày thi đấu thứ 5, ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Bùi Thúy Thu Thủy mở màn với tấm huy chương bạc đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Sau đó, cá nhân Trịnh Thu Vinh của Việt Nam đã giành huy chương đồng cho hạng mục cá nhân, xếp sau hai xạ thủ của Malaysia và Thái Lan. Bất ngờ đã đến ở nội dung mà chúng ta không đặt nhiều kỳ vọng cạnh tranh huy chương là 50m súng trường 3 tư thế nữ. Nhưng với sự tự tin, tâm lý vững vàng thì xạ thủ 18 tuổi Phí Thanh Thảo đã vượt qua đối thủ người Thái Lan tới 7,1 điểm để mang về tấm huy chương quý giá cho bắn súng Việt Nam. Không là em cố gắng chứ em không đặt kỳ vọng là phải có huy chương vàng. Chỉ là cố gắng để có thành tích cao nhất, cố gắng hết sức. Tại vì cái này nó là phải đều cả 3 tư thế nên là mạnh một tư thế nào đấy thì nó cũng không được. Ngay trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, nữ xạ thủ sinh năm 2004 Phí Thanh Thảo đã để lại ấn tượng với tấm huy chương bạc nội dung 10m súng trường hơi nữ và sau đó là tấm huy chương vàng ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Ở ngày thi đấu áp chót thì môn canoeing diễn ra các nội dung chung kết 500m và tại đây đội tuyển canoeing Việt Nam đã có thêm một tấm huy chương vàng ở nội dung thuyền đơn nữ. Đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu tại môn canoeing ở những nội dung chung kết 500m, điểm sáng chính là cô gái nhỏ nhắn, sở hữu một tinh thần, ý chí và quyết tâm không hề nhỏ, đó chính là vận động viên Nguyễn Thị Hương. Thị Hương đã thể hiện sự vượt trội của mình ngay ở thời điểm xuất phát và vươn lên dẫn trước, rồi sau đó duy trì khoảng cách tuyệt đối với những vận động viên bám đuổi,
để về đích với thành tích 2 phút 10 giây 06. Nhỉnh hơn vận động viên được đánh giá là khá mạnh của Indonesia, Rizka Andriyani, 4 giây 95 và 9 giây 38 với vận động viên giành huy chương đồng của Thái Lan, Orasa Thiangkathok, để qua đó giành tấm huy chương vàng môn canoeing, nội dung thuyền đơn nữ 500m duy nhất trong ngày thi đấu hôm nay của bộ môn này. Trước đó, Nguyễn Thị Hương cũng đã có cho mình một tấm huy chương vàng ở nội dung đơn nữ canoeing 1000m. Xuất phát ra thì bọn em cũng rất là ngang nhau rồi. Em chỉ biết là cố gắng thật nhiều lực để có thể vượt lên các bạn và về đích về đầu tiên ạ. Đối thủ của em hôm nay rất là mạnh vì các bạn cũng đã được đi thi đấu nước ngoài nhiều và cọ sát rất là nhiều rồi. Em không biết làm gì, chỉ biết cố gắng hết mình để giành được chiến thắng rồi ạ. Em muốn dành tặng cho tất cả mọi người hôm nay đã đến cổ vũ và ủng hộ cho em hết mình ạ. Xin cảm ơn ạ. Đội tuyển canoeing cũng giành thêm được một tấm huy chương bạc và một tấm huy chương đồng. Cờ vua và cờ tướng được đánh giá là hai bộ môn sẽ mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 31. Và với phong độ ấn tượng thì các kỳ thủ của Việt Nam đã chứng minh nhận định này là hoàn toàn đúng đắn. Đội tuyển cờ vua Việt Nam tiếp tục mang tin vui cho đoàn thể thao nước nhà khi giành hai huy chương vàng tại nội dung cờ chớp cá nhân. Ở nội dung này của Nam, Lê Tuấn Minh đã giành chiến thắng trước Lê Quang Liêm ở trận chung kết để giành huy chương vàng. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên cũng giành được huy chương vàng sau khi đánh bại kỳ thủ người Indonesia Monica Ignatiak. Trước đó, nữ kỳ thủ này đã có huy chương vàng tại nội dung cờ nhanh cá nhân. Hiện tại, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có 6 tấm huy chương vàng, vượt chỉ tiêu 5 huy chương vàng đề ra. Tiếp đà thăng hoa, đội tuyển cờ tướng cũng gặt hái thêm về những tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau 7 ván đấu kịch tính, Lê Thị Kim Loan đã về nhất nội dung cờ nữ với 6,5 điểm, hơn 1 điểm so với các đối thủ còn lại. Ngoài ra, Đặng Cửu Tùng Lân và Nguyễn Hoàng Yến cũng gây ấn tượng khi lần lượt giành huy chương bạc và huy chương đồng. Thưa quý vị, ngày thi đấu thứ 3 của xe đạp đường trường thì các vận động viên thi đấu ở nội dung cá nhân tính giờ. Đây là nội dung mà ban huấn luyện của đội tuyển xe đạp Việt Nam không đặt ra chỉ tiêu huy chương, bởi lẽ là các cua rơ của Việt Nam thì cũng chưa đủ khả năng để có thể cạnh tranh với nhóm các vận động viên mạnh trong khu vực. Những điều rút ra sau nội dung cá nhân tính giờ, Nguyễn Trường Tài và Nguyễn Tuấn Vũ là hai tay đua đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự nội dung cá nhân tính giờ. Đây là nội dung rất khốc liệt, đòi hỏi sự toàn diện trong kỹ chiến thuật và sức bền chuyên môn. Dù đã chuẩn bị trong thời gian dài và bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng thực tế, tại nội dung thi đấu này, các vận động viên Việt Nam vẫn còn có một khoảng cách rất xa về trình độ. Kết quả của vận động viên Trường Tài hôm nay là so sánh với kết quả kiểm tra trước đây một tuần thì cái thời gian nó gần như là ngang nhau. Công bằng mà nói, ở tuổi ngoài 30 thi đấu được như Trường Tài là không hề đơn giản, nhưng chừng đó là chưa đủ để xe đạp Việt Nam có thể cạnh tranh được với các vận động viên hàng đầu khu vực. Việc cần làm ngay lúc này là đào tạo và phát triển những tài năng trẻ. Hiện nay vận động viên Nguyễn Tiến Vũ cũng là một vận động viên chuyên về cá nhân tính giờ, là vận động viên số 2 của đội tuyển Việt Nam. Vận động viên Tiến Vũ hiện nay là sinh năm 1998, còn rất là trẻ. Muốn cải thiện thành tích cao hơn nữa thì cần đội tuyển sinh năm cần tham dự các giải quốc tế trong năm và nâng cao cái nền thể lực chung lên một tí nữa và áp dụng những cái phương pháp bài tập khoa học mới thì xe đạp Việt Nam mình sẽ cải thiện được cái thời gian cá nhân tính giờ trong các giải thi đấu quốc tế. Xe đạp Việt Nam không thiếu những tài năng và những giải pháp được đề cập cũng chẳng phải là điều vượt quá khả năng để thực hiện. Vậy khi nào những giải pháp trên được triển khai? Câu trả lời lúc này vẫn còn đang để ngỏ. Hôm qua là ngày thi đấu thứ 3 của môn judo tại SEA Games 31 và trong ngày thi đấu này thì các vận động viên của đội tuyển judo Việt Nam tham gia tranh tài ở 3 hạng cân, chúng ta đã giành chiến thắng ở 2 trong số 3 nội dung này. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy, người đã giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, đã có một chiến thắng thuyết phục ở hạng cân 52kg của nữ. Trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng, Thanh Thủy đã vượt qua vận động viên của Thái Lan là Warasiha ở bán kết và giành chiến thắng trước vận động viên của Philippines là Paburayan ở trận đấu quyết định. Một tấm huy chương vàng khác của judo Việt Nam thuộc về Chu Đức Đạt ở hạng cân 60kg. Chu Đức Đạt đã giành vé vào chung kết một cách thuyết phục khi giành hai chiến thắng trong vánh bằng điểm Ippon. Trong trận chung kết, dù gặp đôi chút khó khăn nhưng Chu Đức Đạt đã vượt qua được vận động viên người Lào là Siti Sane để có được vị trí cao nhất. Ngoài hai tấm huy chương vàng kể trên, judo Việt Nam suýt chút nữa còn có thêm một tấm huy chương vàng của vận động viên Trương Hoàng Phúc
hạng cân 66kg. Ở trận chung kết với đối thủ Nakano của Philippines, Trương Hoàng Phúc dù bị dẫn trước nhưng lại có cơ hội rất lớn để giành điểm ippon để thắng chung cuộc. Nhưng thời gian thi đấu của trận đấu lại không đủ để vận động viên người Philippines chịu thua. Trương Hoàng Phúc qua đó chỉ giành được tấm huy chương bạc ở hạng cân này. Thưa quý vị, võ luôn là một trong những mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Trong ngày thi đấu hôm qua, các vận động viên karate cũng như võ Việt Nam đã tiếp tục mang về thêm những tấm huy chương vàng cho thể thao nước nhà. Trong ngày thi đấu cuối cùng ở môn karate diễn ra với 3 nội dung: kata quyền biểu diễn đồng đội nam, kumite thi đấu ở nội dung đối kháng đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở nội dung đối kháng đồng đội nữ, các nữ võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm và Nguyễn Thị Ngoan đã có những chiến thắng liên tiếp trước các đội tuyển Philippines, Campuchia và Indonesia để giành tấm huy chương vàng về cho thể thao Việt Nam. Đây là tấm huy chương vàng thứ 7 của karate Việt Nam sau 3 ngày tranh tài. Ở môn võ Võ Việt Nam, sau khi giành 3 huy chương vàng ở nội dung đối kháng và 2 huy chương bạc nội dung đối luyện, quyền biểu diễn, trong ngày thi đấu hôm qua, võ sĩ Mai Thị Kim Thùy đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung biểu diễn với bài thi Long Hổ Quyền. Như vậy, sau 3 ngày tranh tài, các võ sĩ Võ Việt Nam chủ nhà Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu với 4 huy chương vàng. Võ Việt Nam sẽ còn tiếp diễn đến ngày 22 tháng 5 tới. Ngày hôm qua, thì các võ sĩ của môn May cũng bước vào bán kết của nhiều nội dung và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi các võ sĩ môn May của chúng ta đã thi đấu xuất sắc để giành quyền vào chung kết. Ở hạng cân 54kg của nam, vận động viên Huỳnh Hoàng Phi gặp võ sĩ Sát Trai Chăm Chít của đội tuyển Thái Lan. Lần đầu góp mặt ở SEA Games, nhưng võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi đã thể hiện được nhiều kỹ thuật tốt, lối đánh dũng mãnh nên đã giành thắng lợi cách biệt sau 3 hiệp đấu với tỷ số 30-27 trước đối thủ người Thái Lan để lọt vào vòng chung kết. Trận đấu được mong đợi nhất là cuộc so tài giữa võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất của Việt Nam và võ sĩ Phit Bikatan Kamaje của Philippines ở hạng cân 60kg của nam. Hiệp đầu tiên không được chứng kiến nhiều pha giao đòn hiểm hóc dồn dập từ cả hai đối thủ. Bước sang hiệp 2, Duy Nhất tung ra nhiều động tác sở trường là đá vòng cầu, đánh cận chiến để ghi điểm. Trong khi đó, võ sĩ người Philippines cũng thi đấu ngoan cường và tung ra được nhiều cú đánh gây khó khăn cho Duy Nhất. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và kỹ thuật vượt trội của nhà vô địch Muay Thế Giới, Duy Nhất đã xuất sắc vượt qua đối thủ với điểm số 30-27 để tiến vào vòng chung kết. Trong phần tiếp theo của chương trình, đội tuyển bóng ném Việt Nam trước cơ hội đem về tấm huy chương vàng cho thể thao nước nhà. Những khán giả đặc biệt trên khán đài muôn vật tại SEA Games 31. Với những chuyển động của SEA Games 31, ngày hôm qua đã diễn ra những trận đấu cuối cùng của môn futsal tại SEA Games năm nay và đội tuyển futsal Việt Nam thì cũng đã có cơ hội để có thể giành tấm huy chương vàng. Tuy nhiên đáng tiếc là thầy chó huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã bỏ lỡ khi ở lượt trận cuối cùng và chúng ta phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh, đó là đội tuyển futsal của Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước đội tuyển Thái Lan là sẽ có được tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử ở môn futsal. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan đã chứng tỏ tại sao họ vẫn luôn là đội tuyển futsal xuất sắc nhất Đông Nam Á. Ngay ở phút thứ hai, tiền đạo Mohamed Osaman Musa đã có pha dứt điểm chéo góc quyết đoán, làm bó tay thủ môn Hồ Văn Ý. Không lâu sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai sau một pha tấn công nhanh mẫu mực của đối thủ. Người ghi bàn là Perapat Kewilai. Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang và chúng ta đã nhiều lần khiến khung thành của đội tuyển Thái Lan phải chao đảo. Chỉ tiếc rằng những cơ hội mà Minh Chí và các đồng đội tạo ra đều không được chuyển hóa thành bàn thắng trong một ngày mà thủ môn của đội tuyển Thái Lan đã chơi rất xuất sắc. Thua chung cuộc 0-2, đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games 31 với tấm huy chương đồng, còn đội tuyển Thái Lan đã hoàn tất cú đúp huy chương vàng môn futsal ở kỳ đại hội năm nay. Quý khán giả đứng lên. Chiều qua thì lượt trận áp chót của môn bóng ném tại kỳ SEA Games 31 đã được diễn ra, trong đó đáng chú ý có màn so tài giữa hai đội tuyển của Singapore và Thái Lan.
Kết quả của trận đấu này cũng có ảnh hưởng tới tham vọng giành chức vô địch của đội tuyển bóng ném Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay. Ở nội dung của nữ, đội tuyển bóng ném Thái Lan đã có chiến thắng thứ hai của mình tại SEA Games 31 sau khi vượt qua đội tuyển Singapore tại lượt trận ngày hôm qua với tỷ số cách biệt 36-14. Qua đó có bước đệm tâm lý tốt để có màn so tài cùng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt về diễn ra vào chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng tốt với các cầu thủ tuyệt vời. Thế nhưng điều đó sẽ chỉ khiến chúng tôi cảm thấy hào hứng hơn trước trận đấu cuối cùng mà thôi. Chúng tôi vẫn còn cơ hội chạm tay tới chức vô địch ở nội dung của nữ và sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được mục tiêu của mình. Trên lý thuyết thì đội tuyển Thái Lan vẫn có cơ hội cạnh tranh cho tấm huy chương vàng ở nội dung của nữ nếu như có được chiến thắng với tỷ số cách biệt 10 bàn trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Tuy nhiên sẽ là rất khó cho đội tuyển Thái Lan khi mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng cũng đang đặt mục tiêu hoàn tất chuyến hành trình của mình tại SEA Games 31 với 4 trận toàn thắng để bước lên bục cao nhất tại đại hội lần này. Với phong độ cao của những trụ cột trong đội hình như Hà Thị Hạnh, như Quỳnh hay Linh Trang, đội tuyển bóng ném Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm mang về thêm một tấm huy chương vàng nữa cho thể thao nước nhà tại SEA Games 31. Thưa quý vị, trước khi mà bước vào trận đấu bán kết tại nội dung bóng chuyền nam thì đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia phải gặp một đối thủ mạnh, đó là đội tuyển bóng chuyền nam của Thái Lan. Chúng ta thì không được đánh giá cao bằng đối thủ và ở lối chơi ở vòng bảng thì cũng không thực sự là gây được sự ấn tượng và yên tâm cho người hâm mộ. Tuy nhiên trước khi mà trận đấu diễn ra thì tất cả đều chỉ là nhận định. Nhận định này đúng trong set 1 khi đội tuyển Việt Nam bị tâm lý và để cho Thái Lan dẫn rất xa. Vì thế việc để thua trong set 1 là không thể tránh khỏi. Thế nhưng bắt đầu từ giữa set 2, mọi chuyện xoay chiều. Đội tuyển Việt Nam có những điều chỉnh khi thay vị trí libero rồi chủ công, giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện được khâu phòng thủ và tấn công. Cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam chơi thăng hoa, thắng liền 2 set để vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên Thái Lan cho thấy vì sao họ là một ứng cử viên cho chức vô địch. Thái Lan thắng lại sát nút 25-23 trong set 4 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Thế trận set 5 căng thẳng khiến nhiều cầu thủ hai đội mắc sai lầm cá nhân. Thái Lan thậm chí có nhiều lợi thế khi luôn dẫn điểm trước. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, những điều chỉnh của huấn luyện viên Lee Quang Ninh lại phát huy tác dụng khi chuyển hai Xuân Thanh và thay Giang Văn Đức có những điều chuyển sắc sảo để giúp Thái Hưng rồi từ Thanh Thuận ghi hai điểm quyết định giúp đội tuyển Việt Nam thắng 15-13. Thắng chung cuộc 3-2 sau một trận đấu đầy cảm xúc, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào trận chung kết với đội tuyển Indonesia. Điền Kinh Việt Nam tham dự kỳ SEA Games 31 trên sân nhà với số lượng 65 vận động viên. Chúng ta tham gia tranh tài ở 45 trong tổng số 47 nội dung thi đấu tại kỳ đại hội năm nay. Và sau 6 ngày thi đấu với những màn trình diễn vô cùng xuất sắc của các vận động viên, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã giành tổng cộng 22 tấm huy chương vàng, vượt chỉ tiêu đề ra và chúng ta đã bảo vệ thành công vị thế số 1 khu vực ở môn thể thao nữ hoàng. Ngôi sao SEA Games 31 môn điền kinh không ai khác chính là vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Tham gia ở 3 nội dung trong 3 ngày liên tiếp là 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc và tiếp tục tái lập thành tích 3 huy chương vàng, phá một kỷ lục SEA Games giống như 3 năm trước ở Philippines. Những ngôi sao giành được 2 tấm huy chương vàng SEA Games 31 phải kể đến là Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan. Nguyễn Thị Huyền xứng đáng được tôn vinh là ngôi sao SEA Games trong lịch sử điền kinh Việt Nam với 10 tấm huy chương vàng, 2 huy chương bạc sau 5 kỳ tham dự. Còn Nguyễn Văn Lai cũng đã giành được 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc sau 5 kỳ SEA Games và trở thành huyền thoại các cự ly chạy 5.000m, 10.000m. Những ngôi sao mới đã tỏa sáng tại SEA Games 31 cho điền kinh Việt Nam phải kể đến là những chủ nhân của các tấm huy chương vàng đầy bất ngờ. Đó là Bùi Thị Nguyên chạy 100m vượt rào, Khuất Phương Anh 800m, Võ Xuân Vĩnh 20km đi bộ, Vũ Thị Ngọc Hà nhảy xa nữ, Lương Đức Phước chạy 1.500m, Lê Tiến Long 3.000m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Hoài Văn ném lao, Lò Thị Hoàng ném lao nữ và Nguyễn Linh Na 7 môn phối hợp. Lò Thị Hoàng đã để lại dấu ấn SEA Games 31 với một tấm huy chương vàng và một kỷ lục SEA Games. Trong khi Nguyễn Linh Na đã mang về cho Điền Kinh Việt Nam tấm huy chương vàng 7 môn phối hợp sau 17 năm chờ đợi, đồng thời còn phá sâu kỷ lục quốc gia của đàn chị Nguyễn Thị Thu Cúc từ SEA Games 23 năm 2005 ở Philippines. Ngoài các gương mặt giành huy chương vàng quen thuộc với người hâm mộ như Phạm Thị Hồng Lệ 10.000m, Nguyễn Tiến Trọng nhảy xa,
Nguyễn Thị Thanh Phúc đi bộ, thì Điền Kinh Việt Nam còn để lại dấu ấn tại SEA Games 31 với những tấm huy chương vàng lịch sử. Đó là huy chương vàng lịch sử duathlon hai môn phối hợp của Phạm Tiến Sản, là huy chương vàng lịch sử marathon nam của Hoàng Nguyên Thanh. SEA Games 31 đã khép lại với Điền Kinh Việt Nam qua những con số biết nói: 22 tấm huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Cùng với đó là một kỷ lục SEA Games, hai kỷ lục quốc gia bị phá, có thể coi là một kỳ tích đối với Điền Kinh Việt Nam trong lịch sử các kỳ SEA Games. Một lần nữa, Điền Kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á ở môn thể thao nữ hoàng và mơ về một tương lai xa hơn, sáng lạn hơn ở các đấu trường quốc tế. Năm nay thì vật Việt Nam thắng lớn tại đấu trường SEA Games. 18 hạng cân tham gia tranh tài, chúng ta giành được 17 tấm huy chương vàng và 1 tấm huy chương bạc với những chiến thắng gần như tuyệt đối. Và chứng kiến thành công rực rỡ của đội tuyển vật Việt Nam thì trên khán đài có thể thấy được rất nhiều những vị khán giả đặc biệt. Với những ai yêu môn vật, có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra hai khán giả đặc biệt trên khán đài nhà thi đấu Gia Lâm. Đó là Vũ Thị Hằng và Nguyễn Thị Lụa, những tượng đài của vật nữ Việt Nam, những người đã từng giành suất dự Olympic. Ngồi xem các em thi đấu khiến họ cũng muốn thượng đài. Với bản thân Lụa thì hiện tại rất là nhìn thấy các vận động viên và cũng là các đàn em của mình thi đấu thì bản thân Lụa cảm giác mình muốn được lên sàn một lần nữa, nhưng mà thực sự là không còn cơ hội để được lên sàn nữa rồi. Ngồi ở trên này nhưng mà tay chân là vẫn thực hiện kỹ thuật đấy. Thời của Hằng và Lụa, vật Việt Nam quá mạnh so với phần còn lại của Đông Nam Á nên ít khi được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games. Nên cả sự nghiệp, hai đô vật tài năng này chỉ có đúng một lần được dự SEA Games. Lào trượt này, Thái trượt, Indo. Và đến tận 2013 là tổ chức tại Myanmar thì đến thời điểm bây giờ là gần 10 năm rồi. Là mới cũng chỉ được một lần duy nhất cuộc đời vận động viên là được thi đấu SEA Games một lần. Hồi tưởng lại quá khứ để thấy thêm tin yêu cho hiện tại khi lứa đàn em kế cận của Hằng và Lụa đều đã thể hiện tốt và mang về những tấm huy chương vàng danh giá cho vật Việt Nam ở SEA Games năm nay. Cái tinh thần của các em hôm nay thi đấu rất là tốt, cái trạng thái thì thực sự là các em có nghĩa cái khí thế của em rất là tốt khi được mình là vận động viên chủ nhà, các em thể hiện được những cái bản lĩnh của mình, đánh gần như là trên cơ đối thủ và gần như những cái trận thắng thuyết phục hoàn toàn đối với tất cả khán giả. Hôm nay em quay lại thì thấy các bạn là có nhiều cái tư duy nó mới hơn so với cái lúc cái thời của em còn thi đấu. Nói chung là khi được đàn chị của mình cũng là như là tấm gương của mình được đi cổ vũ thì nói chung có quyết tâm nhiều hơn để mình có thể giành được chiến thắng hơn. Tiếc vì không được một lần dự SEA Games trên sân nhà, nhưng cả hai cũng đang cố gắng để ươm mầm tài năng cho vật Việt Nam. Kết thúc ngày thi đấu 20 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục vững vàng ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 164 huy chương vàng, 97 huy chương bạc và 96 huy chương đồng. Đoàn Thái Lan xếp thứ hai với 67 huy chương vàng, 77 huy chương bạc và 108 huy chương đồng. Xếp thứ ba là đoàn Indonesia với 49 huy chương vàng, 69 huy chương bạc và 63 huy chương đồng. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc vinh quang của các vận động viên Việt Nam đã có được khi giành những tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm qua 20 tháng 5. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nào cùng nhau tỏa sáng.